Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 516 Bài toán này nằm trong khóa tổng ôn theo cấu trúc đề minh họa năm 2020 dành cho các bạn sinh năm 2002 Bài toán này bài toán 36 minh họa cho câu 36 trong 40 câu của bộ Vấn đề đặt ra ở đây, bài toán này được xếp vào bài toán khó à, Vì thế làm sao để các em có thể là tư duy được thì các em phải rèn luyện rất là nhiều Với bài toán điện phân điều khó nhất là các em phải chứng minh được cực âm có cái gì tạo ra và cực dương có cái gì tạo ra đó bài toán này yêu cầu tính t tính thời gian t thế thì ở đây có phản ứng phụ là cho ma dê phản ứng với lại dung dịch sau đó điện phân thì thu được khí và khí này không hề có từ sản phẩm khử duy nhất rồi hòa tan tối đa như vậy bài toán này là bài toán các em chưa chứng minh được điều gì rồi à đây có một từ nữa từ khóa nữa là các bạn nhìn thấy là dung dịch màu xanh của dung dịch mất đi tức là mất hết màu xanh vậy suy ra thầy có là gì CuNO3 tất cả hai lần và NaCl số mol là 0,1 thì kết quả cực âm của thầy thầy có là kim loại đồng và khí hydro đồng chắc chắn hết rồi dương của thầy có clo có, có thể có oxy sinh ra à, đề thi nói rằng là ma dê của thầy bị hòa tan hết như vậy chứng tỏ rằng nó tạo ra H cộng rồi vì nó tạo ra H cộng thì suy ra bên này phải có oxy đó, vậy tạo ra H cộng. Bên này đồng hết thì bên này có thể là có hero vậy có thể tạo ra OH trừ. Và khi đó H cộng kết hợp với OH trừ nó kết hợp với H cộng và suy ra H cộng vẫn còn dư. Đó, các em chú ý thời điểm đó. Và khi đó ma của thầy sẽ phản ứng với NO3 trừ trong môi trường H cộng để tạo ra Mg2 cộng khí N2O và H2O. Ngoài ra còn tạo thêm một cái sản phẩm nữa Đấy hộ thầy là NH4 cộng. Đó vì đề thi không nói gì đến sản phẩm khử duy nhất cả Ở đây thầy có là cái gì à, Ma của thầy có số mon luôn 1,92 chia 24 Kết quả là bằng 0,08 0,08 N2O của thầy có số mon rồi Các em có là bao nhiêu 35, à, 84 các em đổ ra 0,35 0 84 chia cho 22,4 kết quả các em có bằng 0,016 0,016 đó Thế thì đây là cái phần mà các em định hình Thế thì bây giờ đặt vấn đề người ta hỏi là T thì các em phải tính được NE Như vậy tính NE dựa vào cái gì Thì thầy có như sau CL trừ của thầy biết rồi CL trừ hết sẽ bằng 0,05 Bây giờ tìm nốt H cộng là xong Thầy gọi OC là B mon Thì kết quả H cộng của thầy sẽ là 4B Vậy kết quả là thầy có dung dịch sau điện phân gồm Thứ nhất là H cộng Thứ hai là NO3 trừ à, Thứ ba là NA cộng NA cộng là 0.1 Đó à, NO3 trừ chưa biết à, H cộng của thầy cũng chưa biết là 4B Vậy khi phản ứng với MG Thì kết quả thầy có MG 2 cộng Số mol là 0.08 Có NA cộng Số mol là 0.1 có NO3 trừ chưa biết khí là khí N2O là 0,016 à, có NH4 cộng nữa là 4 cộng tính được luôn rồi thầy dựa vào bảo toàn E thì tính ra NH4 cộng em có là 0,08. nhân với 2 trừ đi 0,016 nhân với 8 sau đó chia cho 8 kết quả là bằng 0,004 đó sau khi tìm được kết quả là 0,004 rồi Để tìm được H cộng Thầy sử dụng công thức giải nhanh H cộng của thầy sẽ bị hết Bởi vì người ta nói rằng phản ứng tối đa với ma dê Kiểu gì ma dê phải tối đa Vậy H cộng hết Thầy được quyền dùng công thức giải nhanh 4B của thầy H cộng sẽ bằng 4NO À xin lỗi Ở đây của thầy là N2O cơ Vì thế mà thầy có sẽ là 10 lần N2O Vậy 10 nhân 0,016 Cộng với 10 lần N4 cộng 0,004 từ đó các em suy ra B bằng Để nguyên 4B thì được à, 0,016 cộng 0,004 Tất cả nhân với 10 Bằng 0,2 Các em chia cho 4 Vậy B bằng 0.05. B bằng 0.05 thì kết quả thể có tổng NE ở đây rồi Tổng NE tính được sẽ bằng 4B Tức là nhân với 4 này Cộng với lại 0,1 Kết quả bằng 0,3 NE bằng 0.3 rồi thầy áp dụng công thức là IT bằng 96.500 nhân NE NE bằng 0.3 Y của thầy bằng 2.68 Như vậy các em tính được T luôn T các em tính được các em sẽ có bằng 96.500 nhân 0.3 chia cho 2.68 chia cho 3.600 Kết quả sắp xỉ là 3 giờ Vậy T đúng bằng 3 giờ luôn Đáp án thầy có là đáp án B. Đó, à, một cái bài toán rất là cơ bản nhưng nó đòi hỏi các em phải rèn luyện rồi các em mới làm nhanh được.